Chúa, tạ ơn là một sự lựa chọn. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì trong những ngày qua chúng ta đã chọn sống vui mừng ở trong Chúa. Và đề tài này cho chúng ta thấy nó là một cái quyết định cá nhân trong sự lựa chọn. Chúng ta chọn sống vui mừng ở trong Chúa bằng cách chúng ta không lo lắng gì hết. Trong mọi sự chúng ta cầu nguyện, chúng ta cảm tạ Chúa trong mọi việc ở trong đời sống của chúng ta. Đó là một quyết định, bởi vì chúng ta có thể lo mọi sự, phải không? Thông thường thì chúng ta thích lo lắm. Chuyện mà không đáng lo chúng ta cũng ráng chúng ta lo. Cho nên phải là một cái quyết tâm anh chị em, chúng ta chọn không lo gì hết. Chọn mọi việc chúng ta dâng cho Chúa trong sự cầu nguyện, trong lời cảm tạ chúng ta nài xin, mà chúng ta cảm tạ Chúa cho mọi sự trong đời sống của chúng ta. Không phải vì những điều đó, nhưng mà cảm tạ Chúa trong mọi sự. Chúa có dành sẵn cho chúng ta sự giải cứu, ban phước của Ngài, sự chu cấp của Ngài. Nên chúng ta tạ ơn Chúa trong mọi sự là như vậy. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta cũng chọn mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta sống và vui thỏa trong ân điển của Chúa. Chúng ta không cố gắng bước ra ngoài ân điển của Chúa và tìm đủ mọi cách để tạo cho mình những cái công đức riêng để sống cho sự công bình cá nhân. Chúng ta chọn sống ở trong ân điển của Chúa. Chúng ta chọn để nói với Chúa rằng Chúa đã dành sẵn cho con tất cả những gì cần thiết để con có thể kinh nghiệm được sự sống phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cho nên anh chị em, đó là sự lựa chọn mỗi ngày của chúng ta. Vì mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta làm rất là nhiều những cái quyết định của sự lựa chọn. Như sáng hôm nay thì chúng ta thấy chúng ta thức dậy và chúng ta chọn mình sẽ mặc bộ đồ nào nè, sẽ mặc áo nào để chúng ta ủi. Có người thì có sự chuẩn bị và chuẩn bị trước hồi ngày hôm qua lận. Có người thì sáng hôm nay thức dậy mới đi kiếm. Và có người mặc vô rồi thấy nó chật, lại cởi ra đi kiếm cái khác. Bởi vì có người thì lại thấy nó rộng quá, vì trong những ngày qua có cơ hội để tập thể dục nhiều, cho nên cũng đã sụt cân được, cho nên áo lại không vừa. Anh chị em, có nhiều sự lựa chọn. Và có những sự lựa chọn rất là đơn giản mà chúng ta đã chọn. Đó là sáng hôm nay có nhiều người trong chúng ta, tôi tin rằng rất là nhiều người đã chọn đứng dậy và chúng ta đánh răng. Cảm ơn Chúa. Đó là một cái sự lựa chọn rất nhỏ, phải không anh chị em? Nhưng mà nó cũng rất là quan trọng. Vì không đánh răng thường xuyên thì chúng ta sẽ gặp trở ngại, sẽ bị sâu răng, rồi chúng ta sẽ không còn cái răng nào hết. Cho nên những cái quyết định dù nhỏ, nó có cái ảnh hưởng rất là xa ở trong cuộc đời của chúng ta. Có những sự lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay thì mai sau chúng ta mới thấy cái kết quả của nó. Nhưng mà cũng có những lựa chọn rất là lớn, rất là quan trọng mà chúng ta chọn, chúng ta sẽ thấy kết quả tức thì và nó sẽ kéo dài cho đến đời đời. Đó là sự lựa chọn quan trọng nhất ở trong đời sống của chúng ta, là quyết định tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống của mình. Đó là cái quyết định khôn ngoan nhất ở trong đời sống của chúng ta. Quyết định quan trọng thứ nhì trong cuộc đời của chúng ta, đó là chúng ta sẽ chọn vợ, gả chồng, ai là người mình sẽ dành thì giờ và cuộc đời còn lại của mình với họ, để cùng sống, cùng chung hưởng phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Hai quyết định quan trọng này chúng ta thấy mình quyết định sai một cái thì chúng ta thấy trở ngại. Quyết định đúng, chúng ta thấy phước hạnh bắt đầu đổ ra và kết quả một lúc một hơn trong đời sống của chúng ta. Trong mùa tạ ơn, tôi xin giới thiệu với anh chị em một cái sự lựa chọn khác, một ý niệm được giới thiệu với chúng ta mà nó có một cái sức mạnh rất là lớn, nhất là ở trong những ngày này của chúng ta. Ê-sai 61 câu 3 cho chúng ta thấy, đó là bởi cái sự sức giàu của Chúa mà câu 1 ở trên nói đó, thì người được sự sức giàu đi ra để rao giảng tin lành của Chúa, để mở mắt kẻ mù, để rao cho những người phu tù được tha, được ra khỏi ngục tù, để đem lại một cái phước hạnh mà chúng ta thấy rằng bắt đầu có sự biến đổi. Câu số 3 nói rằng để ban mão hoa
cho những kẻ khóc than ở Si-ôn thay vì tro bụi, bằng dầu vui mừng thay vì tang chế. Và đây là điều mà tôi muốn giới thiệu với anh chị em. Áo, bằng áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ. Họ sẽ được gọi là cây công bình. Buổi sáng hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh chị em để anh chị em bắt đầu có một cái sự lựa chọn. Đó là khi chúng ta bước vào ở trong một căn phòng, một cái buổi họp mặt, mà chúng ta thấy có sự có mặt của điều mà tiếng Anh gọi là spirit of heaviness. Bản tiếng Việt của chúng ta thì dịch là cái tâm linh sầu khổ. Nhưng bản tiếng Anh đó là nó là một cái spirit, nó là một cái linh. Cái linh sầu khổ, cái linh nặng nề. Và chúng ta thấy điều đó. Có những nơi, có những chỗ chúng ta bước vào chúng ta nói ủa, sao cái không khí nó nặng nề quá như thế này. Có thể là có những cái xung khắc, có thể có những cái bất hòa nó đang xảy ra. Thí dụ như chúng ta ở đến thăm một cái gia đình mà hai vợ chồng đang cãi lộn ấy. Chúng ta bước vào chúng ta thấy cái không khí nó rất là nặng nề. Mà nếu mà họ không giải quyết được thì chúng ta thấy rằng không khí nó không bao lâu nó sẽ lây qua chúng ta ra về, chúng ta nặng hơn lúc chúng ta đến. Cuộc đời của chúng ta có những giây phút, có những lúc mà cái linh nặng nề này, cái linh sầu khổ này, nó có mặt. Và nhất là ở trong những ngày chúng ta đang sống, thì chúng ta thấy xung quanh của chúng ta có rất là nhiều điều xảy ra, làm cho con người đang sầu khổ. Số người tự tử vì họ không chịu nổi cuộc sống, vì COVID-19 đã làm cho họ phải giãn cách, và họ mất cái sự liên lạc gần gũi với những người lân cận. Có những người đã phải sử dụng một cái lượng thuốc an thần rất là cao trong những ngày qua, và nhiều cái ảnh hưởng khác nữa. Và chúng ta biết rằng nếu COVID-19 tiếp tục diễn ra, thì cái hậu quả của việc đường lối của chính phủ đề nghị đó là phải đóng cửa một sinh hoạt của kinh tế cũng như là sinh hoạt của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái số này nó càng lớn hơn nữa. Cái ảnh hưởng của nó rất là kinh khủng. Và chúng ta đã nghe những cái thông báo cho chúng ta biết rồi. Đó là số các em tuổi trung học tự tử lên rất là cao, bởi vì các em không gặp được các bạn của mình. Đời sống của chúng nó là sinh hoạt chung với bạn bè tuổi học trò mà. Bây giờ thì chúng ta mới phải giãn cách, và các em đối diện với rất là nhiều sự khó khăn. Thì chúng ta thấy rằng có một cái linh nặng nề xuất hiện, làm cho đời sống các em bị bao trùm với những sự khó khăn đó. Chúng ta là người lớn, chúng ta cũng đối diện với nó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì là con cái của Chúa, chúng ta có sự lựa chọn. Một là chúng ta sẽ để cho cái tâm linh sầu khổ, cái linh nặng nề này, nó kiểm soát đời sống chúng ta, gia đình chúng ta. Hay là chúng ta sẽ quyết định làm cái công việc mà Chúa Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Đó là Chúa Ngài có ban cho chúng ta một cái chiếc áo gọi là áo ngợi khen. Cảm ơn Chúa. Đây là chiếc áo mà chúng ta là cơ đốc nhân nên biết cách để chúng ta mặc nó vào. Đã là nói là áo thì phải mặc vào, chứ nó không có tự nhiên nó đến với chúng ta. Áo ngợi khen phải mặc vào, và chúng ta phải chẳng những mặc cái áo đó mà chúng ta phải ngợi khen, thì nó mới có kết quả trong đời sống của chúng ta. Áo ngợi ca hay là áo ngợi khen thay vì tâm linh sầu khổ hay là tâm linh nặng nề, cái linh nặng nề. Nhưng mà khi chúng ta mặc cái áo ngợi khen này vào sẽ giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta sẽ thắng được cái nặng nề. Chúng ta có thể cột trói được cái linh nặng nề, cái linh sầu khổ, mà chúng ta có thể tấn tới trong ơn của Chúa và sống đời sống vui, mừng như Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Amen chị em. Cho nên cái sự lựa chọn này rất là quan trọng. Cảm ơn Chúa có sự trùng hợp là ở trong ngày lễ tạ ơn, chúng ta suy nghĩ đến điều này. Bởi chúng ta là những người con Chúa, có thể nói ở trên trần gian này, là cơ đốc nhân sống ở trong những ngày này, chúng ta là những người hạnh phúc nhất. Vì khi con người đương đầu với sự sợ hãi vì sự lây nhiễm của bệnh
COVID này, của virus COVID-19 này, thì chúng ta là những người con Chúa, chúng ta là được sự bình an từ nơi Chúa Ngài ban cho. Trong lúc người ta sợ về cái sự khó khăn của kinh tế, thì chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa Ngài gọi chúng ta để chúng ta sống ở trong một nền kinh tế của vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có nhiều cớ để chúng ta tạ ơn Chúa, vì Chúa Ngài đã chứng minh cho chúng ta sự thành tín của Ngài ở trong suốt những ngày qua. Cho nên chúng ta có cớ để chúng ta cảm tạ ngợi khen Chúa. Chúng ta không cô đơn trong cuộc đời này. Cảm ơn Chúa, dù có giãn cách về thể chất với những người lân cận, nhưng cảm ơn Chúa nếu chúng ta thật sự là người con dân Chúa, có một mối tương giao với Thánh Linh của Chúa, với Đức Chúa Trời, thì Thánh Linh của Chúa sẽ đem lại một cái sự thông công giữa chúng ta với các anh chị em chúng ta. Và chúng ta không cần phải ngồi gần họ, chúng ta mới có sự thông công này, mà ngay lập tức khi chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện, bước vào trong sự ngợi khen thờ phượng, thì chúng ta lại được tương giao với nhau ở trong ơn của Chúa. Và Chúa Ngài dùng dây nhân tình và sức yêu thương của Ngài mà Ngài cột chặt chúng ta lại với nhau. Cảm ơn Chúa. Đó là lý do mà chúng ta những ngày chúng ta không nhóm lại được với hội thánh, chúng ta thấy thiếu là như vậy đó. Chúa Ngài mang chúng ta lại gần với nhau ở trong tâm linh, và Chúa Ngài cũng sẽ cho chúng ta kinh nghiệm được sự bù đắp của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Nên chúng ta cảm ơn Chúa là quyết định anh chị em chúng ta phải chọn. Mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy, một là chúng ta mặc áo tang. Lời của Chúa nói áo tang chế đó, hay là chúng ta chọn mặc áo ngợi khen. Cảm ơn Chúa vì có nhiều người họ thức dậy và họ chọn mặc áo tang. Họ sống như là Chúa của họ đã chết rồi. Vì cái cách mà họ sống và đối xử với cái cuộc sống giống như là Chúa, Đức Chúa Trời của họ, Chúa của họ đó, chết ở đâu mất rồi. Nhưng mà khi chúng ta chọn áo ngợi khen là chúng ta nói rằng Chúa của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta ngợi khen Ngài vì Chúa Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, và Ngài sẽ nhận cái sự ngợi khen của chúng ta. Còn đối với người chết, chúng ta chỉ có những cái lời truy điệu, nhắc về công việc ngày xưa tốt lắm, vân 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 vân. Nhưng anh chị em, áo ngợi khen khi chúng ta mặc vào là chúng ta thờ phượng và ngợi khen một Cứu Chúa sống, một Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng mà Ngài đang làm những công việc lạ lùng của Ngài trong đời sống của chúng ta, thực thi những phép lạ của Ngài trong đời sống. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa và chúng ta ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Người chết không làm được gì cho chúng ta, cho nên chúng ta không có cảm tạ người chết. Chúng ta chỉ có những cái lúc, những cái phút gọi là phút mặc niệm, những cái phút mà chúng ta tưởng nhớ đến những người đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta không tưởng nhớ mà chúng ta ngợi khen Ngài. Amen anh chị em. Vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài đang sống và Ngài đang ở với chúng ta. Cho nên chúng ta chọn mỗi buổi sáng thức dậy để chúng ta mặc áo ngợi khen vào. Amen. Và tối sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em cái sứ điệp này để khích lệ anh chị em, hầu cho anh chị em biết mặc cái áo ngợi khen vào, hầu cho anh chị em khi ra về khác hơn với cái tinh thần, cái tâm trạng anh chị em bước vào trong buổi sáng hôm nay. Tôi tin rằng khi anh chị em nhận và áp dụng những điều này trong đời sống thì chúng ta sẽ thấy kết quả liền, là chúng ta ra về chúng ta vui sống, chúng ta ra về cái tâm trạng của chúng ta khác hẳn với lúc chúng ta mới bước vào trong buổi sáng hôm nay. Bởi vì hàng ngày chúng ta đối diện với cuộc đời và những người lân cận của chúng ta có thể đối diện rất là nhiều điều nó đang trì kéo phần tâm linh của chúng ta. Nhưng khi chúng ta tập trung với hội chúng của Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta ngợi khen Ngài, thì chúng ta khi mặc chiếc áo ngợi khen này vào một cách tốt đẹp, chúng ta sẽ thấy được có một cái sức mạnh như lời của Chúa nói tại đây, đó là Chúa Ngài muốn ban cho chúng ta cái chiếc áo ngợi khen thay vì, tức là thay thế cho cái tâm linh hay là cái tinh thần nặng nề hay là cái linh nặng nề. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có muốn mang về linh nặng nề hay là muốn mang về cái tấm lòng của chúng ta được Chúa Ngài ban cho luôn luôn có tiếng hát ngợi khen? Cảm ơn Chúa. Anh xem làm sao chúng ta biết một người dù chúng ta chưa nói chuyện mà biết rằng cái người đó yêu đời.
Phải không? Họ đi, họ vừa quýt giáo, quýt sáo, họ vừa ca, ngát, hát, phải không? Chúng ta nói, ô, cái đó là cái người yêu đời. Phải không? Khi chúng ta mang chiếc áo người khen vào, chúng ta sống ở trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, thì chúng ta thấy rằng chúng ta chọn sống vui. Chúng ta chọn yêu đời. Không phải yêu đời theo kiểu như yêu thế gian. Nhưng mà chúng ta yêu cái cuộc sống này bởi vì Chúa ban phước trên đời sống của chúng ta và trong mối quan hệ mật thiết của chúng ta với Chúa, mỗi ngày là ngày phước hạnh mà Chúa ngày dựng nên cho chúng ta để chúng ta hưởng. Amen chị em. Cho nên hãy bày tỏ ra cho thế nhân biết chúng ta là những người yêu đời. Luôn luôn có tiếng hát ở trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta luôn luôn có cái bài ca cảm tạ trong cuộc đời của chúng ta. Người ta nhìn cái bước chân của chúng ta thấy. Còn bước chân chúng ta từng bước âm thầm lê thê chúng ta đi, người ta nhìn, người ta nói, vậy mà nói con Chúa, không có gì khác hơn tôi hết, thì chúng ta không thể làm chứng được. Cho nên chúng ta đến với Chúa và chúng ta cùng học ở trong buổi sáng hôm nay. Ê-sai 61 từ câu 1 đến câu số 3 cho chúng ta thấy sự ngợi khen có liên quan đến việc chúng ta nhận được sức mạnh từ nơi Chúa. Ê-sai 61 câu 1 đến câu 3 chép: Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta. Vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta để giảng tin lành cho người nghèo. Ngài sai ta đến để rít lành những tấm lòng tan vỡ, để công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ và cho những người bị cầm tù được ra khỏi ngục, để công bố năm thi ân của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, để an ủi mọi kẻ buồn rầu, để ban mão hoa cho những kẻ khóc than ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ. Họ sẽ được gọi là cây công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có biết cuộc đời của anh chị em có thể làm vinh hiển Chúa không? Chúa trồng anh chị em trong nhà của Chúa để cuộc đời của anh chị em sẽ làm vinh hiển Chúa. Cảm ơn Chúa. Luca chương 4, Chúa Giê-xu đã trích dẫn đoạn kinh thánh này và Ngài tuyên bố rằng nó đã được ứng nghiệm ở trong Ngài. Cho nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ, trong sự sức dầu mà Chúa Ngài ban cho chúng ta có thể kinh nghiệm được cái niềm vui này, phước hạnh này, để chúng ta có thể san sẻ ra cho những người xung quanh. Bởi sự sức dầu của Chúa, chúng ta có thể giảng tin lành của Chúa, để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người đau khổ, họ có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Để chúng ta có thể nói với những người bị cầm buộc trong thói hư tật xấu của họ, họ được tự do trong Chúa khi sự sức dầu của Chúa đem đến sự bứt phá ở trong đời sống của họ. Cảm ơn Chúa và có thể ban cho cá nhân chúng ta và những người lân cận chúng ta khi chúng ta mặc chiếc áo ngợi khen này vào và chúng ta dạy cho những người xung quanh biết về tình yêu của Chúa và mời họ quyết định mỗi ngày mặc áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. Chúng ta sẽ thấy cộng đồng của chúng ta, thế giới của chúng ta sẽ được thay đổi. Lời ngợi khen là giải pháp của Chúa để vượt qua những mệt mỏi và cảm giác bị áp đảo trong đời sống của chúng ta. Khi cuộc đời nó đè nặng ở trên chúng ta, thay vì chúng ta để cho cuộc đời nó đè bẹp chúng ta, chúng ta bật dậy, chúng ta mặc áo ngợi khen vào, thì tất cả những cái gánh nặng này nó sẽ tuột khỏi vai của chúng ta. Vì khi chúng ta tập trung và chúng ta ngợi khen Chúa, thì chúng ta thay đổi cái chỗ chúng ta tập trung. Lời ngợi khen tập trung vào Chúa, không phải chúng ta. Khi chúng ta tập trung vào chúng ta thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Nếu chúng ta để mình là trọng tâm của cuộc sống, có những điều nó ngoài tầm tay chúng ta, có những điều mà sức chúng ta biết mình không giải quyết nổi, thì nó làm cho chúng ta lo sợ, rồi chúng ta lo lắng. Nhưng khi chúng ta ngợi khen là để tất cả tư tưởng của chúng ta tập trung vào Chúa, về sự vĩ đại của Ngài, vì quyền năng của Ngài, vì những điều lớn lao mà Ngài có thể làm, thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những điều làm cho chúng ta lo sợ nó sẽ bị đẩy lùi đi. Thi Thiên 50 câu 23 chép: Ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ là tôn vinh ta, còn người nào đi theo đường ngay thẳng ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ tôn vinh Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang ở trong một cái thời đại mà con người
thích tập trung vào chính mình. Nhất là ngày hôm nay, ai cũng có điện thoại khôn ngoan, smartphone. Thì hôm nay thấy có một cái danh từ tiếng Anh là selfie, mà không biết Việt Nam chúng ta sẽ dịch thành cái chữ tự sướng. Và chúng ta thấy cái này thường lắm. Đang đi đi như vậy, cứ thấy hai người cặp vai sát với nhau, đưa cái điện thoại xa xa một cái, chụp một cái selfie. Cái thái độ làm cho chúng ta cứ nghĩ và tập trung về chính mình. Và chúng ta thực hiện những công việc này thường xuyên, chúng ta quên đi một điều là chúng ta không vì mình mà sống nữa. Và chúng ta sống cho Đấng đã yêu chúng ta và đã phó chính mình Ngài cho chúng ta. Và khi chúng ta tập trung vào Chúa đó, thì những cái khó khăn của chúng ta nó sẽ mờ đi. Và khi chúng ta tập trung vào nan đề của cuộc sống, thì nó sẽ mỗi một lúc một rõ nét. Và Chúa thì mờ đi trong tư tưởng của chúng ta. Chúng ta lập vấn đề ngược trở lại với chúng ta tập trung vào Chúa. Ngợi khen, tập trung vào Chúa, chứ không phải cá nhân của chúng ta. Ngợi khen Chúa nhắc nhở chúng ta về việc đời đời, không phải việc tạm thời. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 4, câu 8, câu 9, câu 17 đến 18, ghi lại cho chúng ta một con người mà tôi đã chia sẻ với anh chị em, là tác giả của bức thư, là trước giả của bức thư đã gửi cho hội thánh thành Philip mà chúng ta đã học ở trong những ngày này. Ông chia sẻ với chúng ta cái phước hạnh mà ông thấy được ở trong cuộc đời. Nó khác hơn những gì chúng ta suy nghĩ ở trong đời này. Nhưng mà có một cái sức siêu nhiên nó xuất hiện. Chúng ta để ý, chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát. Bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng. Bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi. Bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Câu 17, 18. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang, cao trọng và vĩnh cửu. Câu số 18. Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. Cảm ơn Chúa. Ở trong cái điều mắt chúng ta thấy hàng ngày, cảm nhận được hàng ngày, sứ đồ Phaolô ông thấy một cái việc hết sức là quan trọng ở phía sau nó. Khi chịu khổ, ông nói rằng cái này là tạm. Người Việt của chúng ta có câu sau cơn bỉ cực thì tới hồi thới lai, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Tất cả những sự khó khăn ở trong đời này đó anh chị em, nó chỉ là tạm và bợ. Nhờ Chúa của chúng ta là Đấng đời đời. Amen. Sự cứu rỗi mà Ngài ban cho chúng ta là đời đời. Thì chúng ta có thể ở trong cuộc sống này, khi chúng ta tập trung vào Chúa, sẽ giúp đỡ cho chúng ta xem những sự hoạn nạn là nhẹ và tạm. Vì chúng ta có cái nhìn đời đời. Nếu có người nói, nếu so cái chữ đời đời là một đường thẳng, thì cuộc đời của chúng ta trên đất này là một cái chấm ở trên cái đường thẳng mà thôi. Cảm ơn Chúa. Không có sự sống đời đời, cái nhìn của chúng ta tập trung vào một cái chấm và chúng ta nghĩ nó là tất cả. Nhưng mà khi chúng ta có niềm tin ở trong Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời đời đời, sự cứu rỗi Ngài ban chúng ta là sự cứu rỗi đời đời, chúng ta sẽ xem những cái hoạn nạn chúng ta đối diện là nhẹ và tạm. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà cái kết quả của những sự khó khăn, thách thức mà chúng ta đối diện, nếu chúng ta biết cách để chúng ta đối diện với nó đúng, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được vinh quang cao trọng ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Miễn là chúng ta không để cho hoàn cảnh nó đè bẹp chúng ta, mà chúng ta bật dậy, mặc áo ngợi khen vào, và chúng ta tập trung vào, chúng ta ngợi khen Chúa. Ngợi khen giúp cho chúng ta có cái đời sống hướng ra bên ngoài hơn là hướng nội. Đây là việc rất là quan trọng để chúng ta sẽ cùng suy nghĩ trong ngày hôm nay. Khi chúng ta biết Chúa, khi chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Ngài, chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta có một lòng biết ơn Chúa vì những việc Chúa Ngài đã làm cho chúng ta.
Nhưng mà Chúa ngài dạy cho chúng ta, và chúng ta sẽ học ngày hôm nay, mặc áo người khen vào là chúng ta chuyển những điều đang ở trong lòng của chúng ta ra tay của chúng ta, lên cái miệng của chúng ta, xuống cả đôi chân của chúng ta và cả thân thể của chúng ta, để chúng ta cảm tạ Chúa. Mặc áo người khen là chúng ta chọn dâng một cái của lễ của sự ngợi khen. Cảm ơn Chúa. Và đây là điều mà lời của Chúa nói trong Hebrews chương 13 câu số 15. Vậy nhờ Đức Chúa Giêsu, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca. Trong bản dịch cũ chúng ta là một cái của lễ bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, khi chúng ta ngợi khen Chúa như là một của lễ, có nghĩa là chúng ta ở giữa một cái hoàn cảnh mà đối với những người chung quanh khi chúng ta nhìn vào mà họ chưa biết Chúa đó, họ nói rằng chỗ này không có gì để có thể cảm ơn trời được. Không có một cái cớ nào để mình có thể nói là tạ ơn được. Nhưng mà chúng ta chọn tạ ơn Chúa trong cái hoàn cảnh đó, nó là một của lễ hy sinh. Và đây là điều khác biệt. Lúc mọi việc nó suôn chảy mà chúng ta cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa là chuyện rất là dễ. Nhưng mà khi chúng ta thấy rằng bão tố nó nổi lên, nghịch cảnh nó đang đổ ập đến, chúng ta chọn mặc vào chiếc áo người khen, đó là một cái sự hy sinh, của lễ hy sinh. Mà của lễ hy sinh này Đức Chúa Trời ngài rất là vui lòng. Khi chúng ta phải dâng cái sự ngợi khen như là một của lễ, mà của lễ hy sinh là của lễ người ta đặt ở trên bàn thờ và đốt lửa lên để làm của lễ thiêu đó anh chị em. Khi sự ngợi khen Chúa mà nó đòi hỏi là một cái sự hy sinh để chúng ta làm công việc đó, thì chúng ta được bước vào ở trong một mức độ ngợi khen cảm tạ Chúa mà Chúa muốn tìm thấy. Vì ngay ở giữa những cái sự khó khăn, thay vì chúng ta chọn nhìn vào trong những việc trước mắt, chúng ta chọn nhìn lên đấng vô hình nhưng mà rất là thật là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và chúng ta chúc tụng Chúa, chúng ta ngợi khen Ngài, thì Chúa ngài rất là vui lòng để đến và nhận. Tôi hình dung Chúa ngài đang ngồi trên ngôi của ngài và nói rằng ta phải đi. Các thiên sứ có thể hỏi Chúa đi đâu, nói rằng có người ở giữa hoàn cảnh khó khăn, ở giữa bão tố đang ca ngợi ta, cho nên ta đến để nhận sự ngợi khen của họ. Phao-lô đã chọn công việc đó. Ông và Sila ở giữa cái cảnh mà chúng ta thấy rằng không có gì để có thể cảm tạ được, chân và tay thì bị xiềng, bị cùm, lưng thì rách nát vì mới bị một trận đòn, ném vào trong ngục tối như vậy. Nhưng mà họ sau khi cầu nguyện thì họ hát ngợi khen Chúa, mà tất cả những người ở trong cùng một cái nhà tù đó đều nghe tiếng hát ngợi khen của họ. Đức Chúa Trời ngài vui lòng về cái thái độ họ mặc cái chiếc áo ngợi khen vào trong cái hoàn cảnh như vậy. Sự ngợi khen của họ là một của lễ hy sinh đó anh chị em. Thì chuyện gì xảy ra? Lập tức có một cơn rung động ở trên nền nhà. Tất cả những xiềng, không phải một cái, hai cái, mà tất cả những xiềng ở trên những tù nhân đều rớt xuống, các cửa mở toang ra. Vì Đức Chúa Trời ngài đến, ngài đáp ứng lại với một cái của lễ hy sinh dâng lên trước mặt ngài. Cảm ơn Chúa vì cái người quyết định đó đã chọn mặc áo ngợi khen trong sự sức giàu của Chúa, thay vì lòng nặng nề. Cảm ơn Chúa. Ngày nay chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta ngài đang rất muốn tìm thấy nơi chúng ta một tinh thần chọn lựa dâng của lễ ngợi khen này cho Chúa. Những người lân cận chúng ta, những người đi theo truyền thống của con người, họ rất là bực mình khi họ thấy chúng ta hết lòng ngợi khen Chúa như buổi sáng hôm nay. Thời buổi này mà hát gì hát dữ vậy? Người ta còn phải dùng khẩu trang, còn vô cái hội thánh nó hát bài tung lên hết. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Chúa. Chúng ta ngợi khen Ngài vì chúng ta biết rằng hơi thở chúng ta còn, phổi chúng ta còn hít thở được, thì nó phải biến thành những lời ngợi khen Chúa được.
Một ngày kia Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã tuyên bố một điều mà chúng ta thấy rằng nói lên điều Đức Chúa Trời Ngài đang tìm kiếm. Ở trong Luca chương 19 câu 37 đến 40 chép: lúc đến gần dốc núi Olive, cả đoàn môn đồ bắt đầu mừng rỡ và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy. Họ tung hô chúc tụng vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh quang trên nơi chí cao. Có mấy người Pharisee trong đoàn dân đông nói với Ngài: thưa Thầy, xin quở trách các môn đồ của Thầy. Ngài đáp: ta bảo các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Cảm ơn Chúa. Ngày hôm đó, khung cảnh này, con người, những người Pharisee không chấp nhận. Họ nói rằng tại sao ồn ào như vậy? Xin Thầy làm gì? Xin Thầy quở trách các môn đồ của Thầy. Chúa Giê-xu nói rằng tại sao? Nếu họ yên lặng thì đá nó sẽ ngồi dậy, nó ngợi khen. Ngày hôm nay có một cái thái độ mà người ta thường nói, mà tôi nghe như đúng không? Mình thờ phượng Chúa, mình phải kỉnh kiền. Đây là danh từ rất là tinh lành. Kỉnh kiền là sao? Vô ngồi im thinh thích. Giống như đi đám tang vậy đó. Sợ nói lớn quá đánh thức người chết ở trong quan tài. Nó khác hẳn với Luca 19 này. Mà nhớ là chính Đức Chúa Giê-xu Ngài nói: nếu các ngươi bảo ta vỡ các môn đồ của ta, biểu chúng nó im đó, thì đá chung quanh các ngươi nó sẽ ngồi dậy, nó ngợi khen ta. Chúa Ngài nói rằng ta chấp nhận và đây là điều mà ta muốn thấy. Cảm ơn Chúa. Nên mỗi lần chúng ta đến nhóm nhau lại, chúng ta mừng rỡ, chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời của chúng ta. Tại sao? Vì chúng ta thấy việc quyền năng của Ngài đã làm trong đời sống của chúng ta. Không thể im lặng được. Chúng ta tung hô. Tung hô là sao anh chị em? Tung hô là sao? Có nhiều khi hét to đến cái độ là mình bỏ tay trong túi, mình khoanh tay, nó không ra hết được theo cái sức mà mình muốn tung hô. Có nhiều khi người ta phải đưa tay lên người ta tung hô. Cảm ơn Chúa. Tôi thích bản dịch mới dùng chữ họ tung hô, họ chúc tụng vua nhân danh Chúa mà đến. Cảm ơn Chúa. Anh chị em đi đâu người ta cấm hát hay là biểu hát nhỏ nhỏ, thì anh chị em có thể buồn. Nhưng mà đến đây đó, thờ phượng Chúa với VBC Houston, chúng tôi khuyến khích anh chị em hát càng to càng tốt. Khi chúng ta hết lòng ngợi khen thờ phượng Chúa đó, bởi vì Chúa Ngài nói nếu chúng ta không làm việc đó, mấy cái cục gạch, mấy cái loa này nó sẽ thay lời của chúng ta. Chúng ta không thể nào để những cái loa phóng thanh, để những cái khúc mà thảm ở trên sàn nhà, hay là những cái ghế, hay là những cục đá, nó lớn tiếng hơn ngợi khen Chúa, lớn hơn chúng ta. Và chính chúng ta phải ngợi khen Chúa. Đây không điều nó không nằm ở trong bài giảng này, mà cũng để khích lệ anh chị em. Bởi vì nhiều người thế hệ của chúng ta trong thế kỷ 20 đã nín lặng trong việc ngợi khen Chúa, cho nên Chúa thật sự đã khiến cho đá cát nó ngợi khen Chúa. Anh chị em biết những cái đĩa CD của chúng ta nó ra từ chất silicon, những cái chất silicon người ta làm để máy tính, máy vi tính của chúng ta đó. Nó ra từ cát. Cho nên cảm ơn Chúa, cát đá đã hợp lại để ngợi khen Chúa, để có những cái tiếng nhạc ngợi khen Chúa. Bởi vì con người nín lặng thì Đức Chúa Trời Ngài đã nói như Đức Chúa Giê-xu, đã nói là để đá nó kêu lên. Nhưng mà là con gái của Chúa thuộc về VBC Houston, là những người biết ơn Chúa, kinh nghiệm Ngài, chúng ta không để cho những đĩa CD nó thay mặt chúng ta ca ngợi Chúa. Nó có thể yểm trợ chúng ta, nhưng mà chính chúng ta chọn mặc áo ngợi khen vào để chúng ta ngợi khen Chúa chúng ta.
Và anh chị em, đây là một sự vận hành tươi mới của Đức Thánh Linh ở trên nhiều nơi trên thế giới mà Hội Thánh của Chúa đang kinh nghiệm. Ngày hôm nay khi chúng ta vào trong một nhà thờ và chúng ta thấy tín hữu đứng lên ca hát, vỗ tay, thậm chí nhảy múa, ngợi khen Chúa là chuyện rất thường xảy ra. Nhiều người đang kinh nghiệm ý nghĩa của sự thờ phượng thật khi họ quỳ gối xuống, giơ tay hướng về Chúa, nước mắt chảy trên gò má của họ và họ hát những bài hát để thờ phượng Chúa và họ tan chảy trong sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì cái tinh thần và thái độ thờ phượng đã đi vào ở trong cái mức độ đó. Cảm ơn Chúa. Nhưng anh chị em, đừng để cho cái thái độ thờ phượng Chúa như vậy là đủ. Vì thờ phượng Chúa như vậy, chúng ta có thể kinh nghiệm bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Nhưng mà có một cái sức mạnh của sự ngợi khen mà chúng ta không thể bỏ qua. Ngợi khen mới đưa chúng ta vào ở trong sự hiện diện của Chúa. Nếu chúng ta cắt bỏ cái phần ngợi khen, chúng ta gặp trở ngại. Vì lời của Chúa ghi lại cho chúng ta rất là nhiều điều, nhắc nhở cho chúng ta là phải bước vào ở trong sự ngợi khen Chúa. Chúng ta phải ngợi khen Chúa bằng những cách mà Chúa Ngài đã dạy chúng ta trong lời của Chúa. Khi chúng ta ngợi khen thì kết quả đó là chúng ta thấy sự vinh quang của Chúa ngập tràn. Các Vua thứ nhất chương 8 câu 10 đến 11. Các thầy tế lễ vừa ra khỏi nơi chí thánh, mây tràn vào đền thờ Chúa hằng hữu, nên các vị ấy không thể tiếp tục đứng lại hành lễ. Vinh quang của Chúa tràn ngập trên đền thờ vì họ ca ngợi Chúa. David, một người biết cách để dâng lời ngợi khen lên Chúa, cho nên chúng ta hãy để cho những lời của ông khích lệ chúng ta bước vào trong trung tâm điểm của công việc Đức Thánh Linh đang hành động ngày hôm nay. Đó là Ngài đang phục hưng sự ngợi khen thờ phượng. Thi Thiên 150 từ câu 1 cho đến câu số 6. Anh xem nghe Thi Thiên này trở lại và xem có kỉnh kiền không? Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh của Ngài. Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời vì quyền năng của Ngài. Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng của Ngài. Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Ngợi khen mà tùy theo sự oai nghi cả thể của Chúa là phải lớn lắm anh chị em. Nói danh từ của anh em bên Việt Nam gọi là phải hoành tráng lắm á. Amen. Hát lý nhí được. Ca ngợi Chúa mà ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài. Rồi, bây giờ những người mà của tôn giáo đó, thì nghe tới đây là họ có thể té xỉu được. Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài, gãi đờn sắt đờn cầm mà ca tụng Ngài. Chưa hết, hãy đánh trống cơm, nhảy múa mà ngợi khen Ngài. Hãy gãi nhạc khí bằng dây, thổi sáo ca tụng Ngài, dùng tiếng chập chỏ vội tiếng mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài. Phàm vật chi thở hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Như vậy cái linh nặng nề nó mới chảy. Anh em, anh xem. Nhưng còn chúng ta rù rì nó ở lâu lắm á. Nó là cái linh nặng nề nó đang ở tại đó. Thì phải có một cái sức mạnh, có một cái âm lượng của những con người biết Đức Chúa Trời của mình và ca ngợi xứng hiệp với oai nghi của Ngài, thì chúng ta mới thấy được linh của nặng nề này nó mới phải bỏ chạy. Có nhiều người trong chúng ta thấy mình hát con ruồi nó còn chưa bay, đừng nói là linh nặng nề. Áo ngợi khen, khi chúng ta mặc vào, chúng ta sẽ kinh nghiệm được những điều kỳ diệu mà lời của Chúa đã hứa với chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta phải ngợi khen Chúa. Định nghĩa ngợi khen là một sự bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Chúa về mọi sự Ngài đã làm cho chúng ta, mà nó biểu lộ bằng tai, bằng môi miệng về lòng cảm kích chân thành của chúng ta đối với Chúa, về tất cả những phước lành kỳ diệu mà Ngài đã chu cấp cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Thờ
thờ phượng là hình thức ngợi khen cao độ, vượt lên trên việc nghĩ đến tất cả các phước lành diệu kỳ của Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tán mỹ Chúa, chính là Đức Chúa Trời chúng ta, về thân vị của Ngài, về đặc tính, về phẩm tính và sự toàn thiện của Ngài. Và chúng ta hạ lòng, hạ mình xuống, chúng ta thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa vì những việc Chúa làm, về sự oai nghi vĩ đại của Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa vì Ngài là ai. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen là hàng ngang, thờ phượng là hàng thẳng. Cảm ơn Chúa. Và đây là cái phước hạnh mà chúng ta cảm ơn Chúa mỗi lần chúng ta nhóm nhau lại. Chúng ta góp phần, góp những âm lượng mà Chúa cho chúng ta có được của hội chúng để chúng ta ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Thờ phượng Chúa cá nhân ở tại nhà có cái chỗ của nó. Nhưng mà nếu chúng ta thiếu anh chị em ở trong Chúa, hội thánh của Chúa để cùng nhau ca ngợi Chúa, cũng giống như chúng ta xem bóng đá ở tại nhà mà lúc vợ con ngủ hết, mình thấy tung lưới mà mình la không được vì sợ đánh thức họ. Nhưng mà không có gì sung sướng cho bằng mình ở trong một cái vận động trường mà có hàng chục ngàn người khác đứng kế bên cạnh của mình mà đội của mình nó tung lưới thì la đã hết sức đã. Phải không chị em? Hết cả tấm lòng của mình. Và đây là phước hạnh mà chúng ta cảm nhận được khi chúng ta sau nhiều ngày chúng ta phải ở nhà vì cái COVID-19 này. Tôi nhớ cái ngày mà chúng ta được nhóm lại với nhau. Tôi có cảm giác là máy nhà của chúng ta, nếu chúng ta đứng ở trên đó mà chúng ta có máy đo thì chúng ta thấy rằng mái nhà của nhà thờ nó rung chuyển ở trên đó. Vì chúng ta hát như là tóc nóc, phải không chứ? Cảm ơn Chúa. Sung sướng vô cùng vì chúng ta được ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Mà cùng với anh em của mình cùng ngợi khen Chúa thì phước hạnh nữa. Cho nên David nói rằng ông rất vui để nghe hội chúng rủ ông rằng chúng ta hãy đến nhà của Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Thờ phượng là chúng ta đến với Chúa trong mức độ của mối liên hệ hàng thẳng giữa chúng ta với Chúa. Cùng nhau ca ngợi Chúa là chúng ta có một cái mối quan hệ hàng ngang cùng với anh em của chúng ta để chúng ta hướng về Chúa, chúng ta ngợi khen Ngài. Thờ phượng là sự đáp ứng, ngợi khen là một sự lựa chọn. Chúa là ai, sự vĩ đại của Ngài và thân vị của Ngài khiến cho chúng ta mập xuống, chúng ta thờ phượng Chúa. Nhưng mà ngợi khen là sự lựa chọn cho em. Chúng ta chọn ngợi khen Chúa thay vì than phiền, lầm bầm, tiêu cực. Chúng ta chọn ngợi khen Chúa. Ngợi khen là nói tốt, là bày tỏ lòng ngưỡng mộ, là tán dương, là tán mỹ, là chúc tụng, là tôn cao Chúa của chúng ta. Ngợi khen là nói hay hát về Đức Chúa Trời. Ngài kỳ diệu biết bao, việc Ngài đã làm cho chúng ta thật kỳ diệu biết bao. Thờ phượng là bày tỏ lòng kính sợ, có một ý thức kính sợ cúi đầu trước đối tượng của mình thờ phượng, kính mến và quý trọng, nhường chỗ cho sự hiện diện của Ngài. Thờ phượng là nói hay hát với Đức Chúa Trời. Bạn đã vượt qua cái mốc suy nghĩ về những việc Ngài đã làm và bước vào thờ phượng Ngài vì Ngài là ai trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa chúng ta vì Chúa Ngài là đấng đáng nhận sự ngợi khen cảm tạ của chúng ta. Cho nên chúng ta cùng với tác giả của các thi thiên, đây là một quyển sách mà dài nhất ở trong Kinh Thánh. Có tổng cộng có 150 bài hát đã được ghép lại cho chúng ta thấy, mà nó nằm ở giữa Kinh Thánh, để cho chúng ta thấy một cái điều rất là quan trọng là đối với Chúa và trong sự thờ phượng Ngài, ngợi khen là điều rất quan trọng. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy.
khi chúng ta chọn mặc áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề hay là cái linh nặng nề, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sức mạnh từ nơi Chúa để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Kinh Thánh Cựu Ước được viết bằng tiếng Hy Ba Lai, là ngôn ngữ tượng hình. Khi nói đến sự ngợi khen thì có 7 chữ thể hiện sự ngợi khen ở trong Cựu Ước. Mà tôi mời anh chị em chúng ta xem qua nhanh, để rồi chúng ta sẽ chọn kể từ ngày hôm nay, từ tấm lòng biết ơn Chúa, để nó chuyển qua tay của chúng ta, nó chuyển lên miệng của chúng ta, nó chuyển xương chân của chúng ta, và chúng ta làm những công việc này. Chữ thứ nhất của sự ngợi khen được thể hiện đó là chữ Zama, có nghĩa là tạo nên âm nhạc cho Chúa với nhạc cụ, nhất là những nhạc cụ bằng dây. Thi Thiên 150 câu 3 đến câu 5 mà chúng ta đã nghe kỳ nãy: hãy thổi kèn ngợi khen Ngài. Thổi kèn là một cách để ngợi khen Chúa. Gãy đờn sắt đờn cầm mà ca tụng Ngài. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà hát ngợi khen Ngài. Hãy gãy nhạc khí bằng dây, thổi sáo mà ca tụng Ngài. Hãy dùng chập chỏ, dội tiếng, mã la kêu rền mà ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Và đây là điều mà tôi khuyến khích anh chị em làm. Nếu trước đây chúng ta đã từng biết chơi những nhạc cụ, mỗi ngày đem nó ra, sử dụng nó để chúng ta ngợi khen Chúa bằng các nhạc cụ này. Nhiều khi không nhất thiết là chúng ta phải biết chơi cho hay hay là một nhạc cụ đắt tiền gì. Anh chị em nhớ cái phim tài liệu Transformation số 1. Một cái cảnh mà tôi nhìn tôi thấy xúc động là con gái của Chúa bên Phi Châu lúc bấy giờ họ thiếu thốn lắm. Họ lấy một cái bánh bằng sắt, bằng thép của cái hộp số xe đó, họ đem ra, họ treo lên cái sợi dây và lấy một cái cây sắt khác, họ đánh bong 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 và họ ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Và Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài tại thành phố đó đến mức độ một vùng đất ở giữa một cái ao nước tự nhiên nó nổi lên, để đủ một cái chỗ để một hội thánh của Chúa có thể xây một cái nhà thờ ở trên cái vùng đất được nổi lên đó. Và sau đó nhanh chóng chợ búa, bệnh viện, trường học kéo về xây dựng chung quanh, trở nên một cộng đồng được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Bắt đầu từ những con người dù hoàn cảnh họ thiếu thốn, cảm ơn Chúa, lấy một cái bánh răng cưa của hộp số xe, it's a gear plate, đem ra và họ gõ beng beng rồi họ chạy ở trên đường mà họ ngợi khen Chúa. Nhạc cụ không đắt tiền nhưng mà Đức Chúa Trời nhìn thấy được tấm lòng của họ, đã trả một cái giá rất đắt, đó là họ chọn ngợi khen Chúa, dâng cho Chúa của lễ của sự ngợi khen. Vì anh em biết không, lúc đó ở tại xứ Uganda đó, thế giới đã đóng cửa, các ngân hàng đã đóng cửa bỏ đi, tất cả những tòa đại sứ đã đóng cửa vì bệnh SIDA đang lan tràn một cách kinh khủng ở tại đó. Người ta chết vì đói, và mỗi ngày người ta đi phải nhảy qua những cái xác chết, bởi vì lính của Idi Amin trong lúc bấy giờ nó gặp một người, nó chặn đường lại, nói có tiền không, đưa đây. Nó dạ tôi không có tiền. Bắn cái rầm, nó nói tại sao không có tiền. Có tiền đưa ra. Nó lấy xong nó cũng bắn chết. Nó tại sao mày có tiền, tao là lính không có tiền. Có cũng chết, không có cũng chết. Có những mục sư họ làm chứng lại là họ đi chợ, họ phải nhảy qua những cái xác chết để họ có thể đi đến đi chợ để mua một ít những cái thực phẩm mà cũng rất là khiêm nhường ở tại đó. Mà cảm ơn Chúa, tức khắc khi sự phục hưng xảy ra thì SIDA dường như là biến mất khỏi xứ Uganda. Cảm ơn Chúa. Những sự khó khăn bắt đầu được giải quyết. Hội thánh của Chúa bừng lên trong sức sống của Chúa, trong sự phục hưng. Cảm ơn Chúa. Nên cho em,
bất cứ những dụng cụ nào mà chúng ta có thể có được để ngợi khen Chúa, hãy sử dụng nó. Vì đó là một trong những cách của sự ngợi khen ra mà. Amen. Cảm ơn Chúa. Cái chữ thứ hai đó là chữ Yada, có nghĩa là đưa tay lên công nhận ở trước công chúng Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, vì chúng ta tôn cao Ngài. Thi Thiên 134 câu 2 chép: hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa. Tôi khuyên các anh chị em đừng sợ. Nếu ai sợ mình đưa tay hát ngợi khen mà có người khác họ dòm hành chúng ta, họ ngó đến chúng ta đó. Có một mục sư mà đã giúp đỡ cho VBC của chúng ta trong những ngày đầu, vì chúng ta cũng sợ người khác nói là chúng ta hát mà cũng đưa tay lên vân vân đó. Ông nói nhắm mắt lại không ai thấy hết. Amen lên chị em. Nhắm mắt lại. Nếu chúng ta sợ người khác nhìn thấy, nhắm mắt lại, đưa tay lên không ai thấy hết đó. Tôi nói điều này là chúng ta mới chính là cái vấn đề. Khi chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ bằng mẫu giá nói về người mình yêu và nói với người mình yêu cái tấm lòng của mình. Phải không? Có ai yêu người yêu của mình, yêu hết sức yêu mà sợ những người xung quanh nói mình sao mà nói những cái chuyện đó làm cho mình không dám nói? Không. Khi chúng ta yêu là chúng ta bằng mọi giá phải nói cho bằng được. Khi chúng ta yêu Chúa, anh chị em đừng để bất cứ hoàn cảnh hay là con người nào ngăn cản chúng ta. Mặc chiếc áo ngợi khen vào, giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Chúa Ngài rất là vui lòng khi chúng ta đưa tay hướng về Chúa để ngợi khen Ngài. Nó bày tỏ chúng ta đón nhận tất cả những gì Chúa làm cho đời sống của chúng ta. Chúng ta đưa tay hướng về Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta đưa tay cũng làm cái tư thế của một người đầu hàng. Và khi chúng ta đầu hàng Chúa, Chúa trọn quyền kiểm soát, đời sống của chúng ta chắc chắn sẽ được phước. Cảm ơn Chúa. Còn chúng ta khoanh tay, chúng ta đứng, chúng ta nghênh trước mặt Chúa như thế này, khó để nhận được phước hạnh từ nơi Chúa. Đưa tay lên anh chị em. Tôi khuyến khích anh chị em ở khắp nơi đưa tay hướng về Chúa, giống như là những cái cây anten mà chúng ta giăng lên để bắt sóng từ nơi Chúa. Sự hiện diện của Chúa bày tỏ một cách rất là mạnh mẽ khi chúng ta đưa tay hướng về Chúa để chúng ta ca ngợi Chúa. Vì Thi Thiên lời của Chúa nhắc chúng ta như vậy. Cảm ơn Chúa. Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Đức Giê-hô-va. Có trong lời Chúa không chị em? Có. Như vậy đưa tay hướng về Chúa có trong lời của Chúa. Hãy đưa tay lên. Cảm ơn Chúa. Nó là tư thế của một em bé đưa tay hướng về cha của mình hay là ông của mình. Chúng ta trong những ngày qua có niềm vui để giữ cháu ngoại. Cháu Hena sáng hôm nay bà mẹ đã làm lễ dâng con trong lễ tiếng Anh. Nó có một cái cách để biểu lộ cái vui mừng của nó khi nó gặp chúng tôi. Tôi đi lên trên này hầu việc Chúa với Hội Thánh trong các buổi nhóm cầu nguyện hay là hướng dẫn học lời của Chúa. Tôi về tới nơi, nó đang ngồi với nhà tôi hay là ba mẹ, thì nó vẫn nhúc nhích, nó đá chân, nó rung tay lên, tại vì ông ngoại về. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và tôi phải chạy đến ôm hôn và nói rằng thương quá đi, tại vì cái hành động của nó làm cho mình không thể nào cầm lòng được. Cảm ơn Chúa. Khi cháu thấy ba của nó đi làm về, nó cũng có cái thái độ giống như vậy. Cho nên nó được thương nhiều là như vậy. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, hãy bày tỏ ra trước mặt Chúa. Đưa tay hướng về Chúa. Ngợi khen Ngài. Nên là Chúa ơi, con mong đợi cái thời giờ này, bởi bây giờ con muốn đưa tay hướng về Chúa. Chúa bồng ẩm con đi. Chúa Ngài nâng đỡ con lên khỏi cái linh nặng nề này, vì con cần Chúa ở trong đời sống của con. Cảm ơn Chúa. Bài tỏ thứ ba của chữ ngợi khen ở trong tiếng Hebrew đó là chữ Toda, có nghĩa là vỗ tay. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 47 câu 1: hỡi các dân, hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Vỗ tay có trong lời của Chúa khuyến khích chúng ta ngợi khen đó. Amen anh chị em.
Hồi trước không hiểu thì tôi cấm hội thánh không cho được vỗ tay trong giờ nhóm lại. Vỗ tay nó kiểu giống như đi xem hát quá đi. Thấy một ca sĩ hát hay cái là mình cho một tràng pháo tay. Không biết. Thấy những người đi trước làm sao cũng bắt chước giống như vậy. Thấy các mục sư khác gọi là khắt khe với hội thánh. Không có được vỗ tay. Vỗ tay cướp vinh hiển của Chúa. Cho đến khi chúng tôi đến đồi cầu nguyện, thấy có một ông rabbi đã được Chúa cứu. Ông thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa. Tôi nói cái ông này có cái gì lạ lạ nha. Thấy nó có cái gì nó thoát thoát mà sao không biết nó là cái gì. Nhìn kỹ một lúc, thấy ông vỗ tay, ngợi khen Chúa. Rồi cái vỗ tay của ông nó khác hơn cái vỗ tay của con người của mình. Ông vỗ tay quá tráng, ông nhảy múa ngợi khen và ông vỗ tay. Tôi thắc mắc, tôi chờ cho đến hết buổi nhóm. Vì lúc đó là chưa có kinh nghiệm Chúa, mới bắt đầu tấn tới ở trong ơn của Ngài. Tôi hỏi Rabbi, ông tên là Gus. Rabbi Gus, tại sao khi ông vỗ tay thì ông vỗ tay ở trên quá đầu của ông vậy? Ông nói anh không biết à. Khi chúng tôi vỗ tay mà khen tặng con người, chúng tôi vỗ bình thường. Mà khi chúng tôi vỗ tay như là một cái của lễ cho Đức Chúa Trời của chúng tôi, thì chúng tôi vỗ tay quá đầu của chúng tôi. Và anh xem để ý thấy điều đó, người Do Thái khi họ vỗ tay biệt riêng nó như là một cái của lễ để ngợi khen Chúa, như chúng ta thấy ở tại đây. Hỡi các dân hãy vỗ tay, hãy liếm tháng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Thì chúng tôi vỗ quá đầu của chúng tôi. Và khi người ta nhìn biết, đó là cái dấu hiệu chúng tôi đang thờ phượng Chúa, dâng lên Chúa sự ngợi khen bằng một tràng pháo tay. Anh chị em, nó như là một cái sự giải phóng cho tôi đó. Tôi nói, cảm ơn Chúa. Mang về hướng dẫn cho hội thánh của Chúa. Kể từ ngày hôm nay, anh chị em được quyền vỗ tay. Và chúng ta nhớ, khi chúng ta khen con người, chúng ta vỗ tay thường. Nhưng mà khi chúng ta vỗ tay để ngợi khen Chúa chúng ta, anh chị em vỗ tay quá đầu của mình. Để nhắc cho mọi người biết là không phải là khen bạn đâu. Nhưng mà chúng tôi ca khen Chúa của tôi là Đức Chúa Trời của tôi. Amen. Anh chị em thực tập ngay trong thời giờ này. Chúa nhận tất cả sự ngợi khen thờ phượng của chúng ta là như vậy. Chữ thứ ba là chữ Barak. Có nghĩa là quỳ xuống, cúi xuống. Ca ngợi Chúa bằng cách quỳ xuống hay là cúi xuống. Như Thi Thiên 95 câu 6 chép, hãy đến cúi xuống mà thờ lại. Khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Có một cái cách để chúng ta thờ phượng Chúa là khi chúng ta cúi xuống ở trước mặt Ngài. Cảm ơn Chúa. Khải Huyền chương 4 câu 9 câu 10 chép, khi các sinh vật lấy những sự vinh hiển tôn quý cảm tạ mà dâng cho đấng ngự trên ngôi là đấng hằng sống đời đời, thì 24 trưởng lão sắp mình xuống ở trước mặt đấng ngự trên ngôi và thờ lại đấng hằng sống đời đời, rồi quăng mão triều thiên của mình ở trước ngôi. Họ dâng cho Chúa tất cả. Chúng ta nhớ những cái mão triều thiên là Chúa ngày ban cho những người trung tín, những người hết lòng phục vụ Chúa. Mạo triều thiên của vinh hiển, mạo triều thiên của sự sống đời đời. Và các trưởng lão có được điều này. Nhưng mà đứng ở trước sự hiện diện của Chúa, họ sắp mặt xuống và họ lấy hết tất cả những mạo niệm này, họ ném xuống chân của Chúa. Ý họ muốn nói rằng, không có Chúa con không có những cái này. Không có Chúa, con không có một chút vinh quang nào. Mà nhờ có Chúa mà chúng con có, cho nên tất cả thuộc về Ngài, mà họ dâng cho Chúa. Chữ thứ năm là chữ Hale. Đó là viết tắt của chữ Hallelujah. Là hành động chúng ta ca ngợi Chúa trong sự nhảy múa. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen, nhưng mà cặp sự nhảy múa theo. Xuất Tô Ký chương 15 câu 20 đến 21 nói đến cái chữ này. Nữ tiên tri Marian là em gái của Aaron, tay cầm trống cơm. Các đàn bà đều đi ra theo người, cầm trống cơm và múa.
Mariam đáp lại rằng: hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai nghi. Ngài đã liền xuống biển ngựa và người cởi ngựa. Tại sao họ nhảy múa ngợi khen Chúa? Việc Chúa mới làm cho họ. Chúng ta nhớ một ngày trước đó, chưa đến 24 tiếng đồng hồ, phía trước họ là biển đỏ, phía sau lưng họ là đoàn quân của Pharaoh đuổi theo vì họ muốn bắt những người Israel này trở lại. Đây là những người đã gần 400 năm làm việc không lương ở trong cái tư thế của những con người nô lệ. Bởi quyền năng của Chúa, Ngài đã thi thố mà sử dụng Môi-se để giải cứu dân sự của Chúa đi ra khỏi Ai Cập. Họ rời Ai Cập, họ đi đến một cái chỗ mà phía trước của họ là biển, mà phía sau của họ lúc bấy giờ thì có lẽ họ nhìn họ thấy bụi bắt đầu tóc lên. Một đoàn quân của Pharaoh đang rượt đuổi một cách rất là cấp bách. Cảm ơn Chúa. Chúa dạy Môi-se đừng khóc lóc kêu xin Chúa, nhưng mà hãy cầm cây gậy của Đức Chúa Trời mà Chúa Ngài đã giao lại ở trong tay của ông, rẽ biển đỏ. Dân sự của Chúa đã bước đi như đi trên đất khô qua bên phía bờ bên kia. Đội quân của Pharaoh rượt đuổi theo. Kinh Thánh ghi lại là nước ập trở lại. Đoàn quân của Pharaoh tất cả bị chết chìm ở trong nước. Cho nên Miriam và những phụ nữ khác, họ ha lê, họ nhảy múa, họ ngợi khen Đức Chúa Trời của họ. Và lời của họ, chúng ta thấy nói đến tới đây, Miriam đáp lại rằng: hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài rất vinh hiển oai nghiêm. Ngài đã liền xuống biển ngựa và người cởi ngựa. Cảm ơn Chúa. Cho nên chị em, khi chúng ta kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa, kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa, nhảy múa mà ca ngợi Chúa. Amen. Nếu mà chúng ta thấy lòng của chúng ta nó đang đầy tràn cái lòng biết ơn Chúa và cảm tạ Ngài, ngợi khen Ngài, mà cái chân chúng ta nó muốn nhúc nhích, chúng ta cho phép nó nhúc nhích nhiều hơn nữa. Đừng cố gắng gồng giữ nó lại. Chúa Ngài muốn tìm thấy chúng ta thờ phượng ngợi khen Chúa bằng cả thân thể của mình nữa, bằng những điệu múa, bằng cái cách mà chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa. David là người viết rất nhiều thi thiên. Trong Samuel thứ 2 chương 6 câu 14 đến 16 cũng cho chúng ta thấy điều mà ông đã sử dụng để bày tỏ lòng vui mừng của ông khi ông được vinh dự, được rước rương giáo ước của Chúa vào trong thành. David mặc áo ephod vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy David và cả nhà Israel lấy tiếng vui mừng và tiếng kèn thổi mà thỉnh hòm của Đức Giê-hô-va lên là như vậy. Nhưng khi hòm của Đức Giê-hô-va vào thành David, thì Mi-canh con gái của Saul dòm ngang qua cửa sổ thấy David nhảy múa trước mặt Đức Giê-hô-va thì trong lòng khinh bỉ người. Hồi nãy trong Luca chúng ta thấy có những người Pharisee. Ở đây chúng ta thấy có vợ của David, con Mi-canh là con gái của vua Saul. Có những ý kiến khác. Cho nên chị em, ngợi khen Chúa là sự lựa chọn. Ngợi khen Chúa nhiều khi nó là một cái của lễ hy sinh. Chúng ta chọn ngợi khen Chúa dù những người chung quanh của chúng ta có nói như thế nào, dù hoàn cảnh của chúng ta nó có như thế nào, chúng ta chọn ngợi khen Chúa. Vì chúng ta biết một điều là chúng ta được Chúa Ngài ban cho chúng ta cái phước hạnh này để thay thế cho cái lòng nặng nề hay là cái linh nặng nề ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta biết rằng khi chúng ta ngợi khen Chúa thì cái sự nặng nề nó sẽ biến mất. Cảm ơn Chúa. Tôi không biết anh chị em như thế nào, nhưng cá nhân tôi thường kinh nghiệm điều này lắm. Cái lòng của tôi có chuyện gì nó làm cho nặng nề, tôi kiếm chỗ tôi ngợi khen Chúa. Hát ngợi khen Chúa, đưa tay hướng về Chúa một lúc, cái linh nặng nề nó biến mất.
Và lạ lùng anh chị em, nó có một cái việc nó đi chung với nhau là khi nặng nề mà nó biến mất, cái chân chúng ta bắt đầu nó nhẹ. Nhẹ thì dễ để chúng ta nhảy múa và chúng ta đi với một cái nhịp chân rất là nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa. Thể hiện cho những người xung quanh mình là người yêu đời nữa chứ. Luôn có bài hát ở trong tấm lòng của chúng ta. Ngợi khen Chúa. Thi Thiên 149 câu 3, nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, dùng trống cơm và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, nhảy múa. Mà nhớ nhảy múa tới đây là sự nhảy múa thờ phượng. Tôi về Việt Nam thấy có một số nơi gọi là nhảy múa mà vì chưa có ai dạy hết đó. Họ nhảy như nhảy cha cha cha. Vì chưa được dạy cho nên tôi nghĩ rằng Chúa không có bắt tội họ. Mà khi chúng tôi có cơ hội đi giải thích anh chị em, cái điều nhảy múa của chúng ta là để ca ngợi Chúa. Và khi dân tộc mà đã biết Chúa và thờ phượng Ngài, dạy cho chúng ta rất là nhiều điều về cách để họ ngợi khen nhảy múa trước mặt Chúa. Nếu chúng ta nhìn người Do Thái, họ ngợi khen nhảy múa, chúng ta thấy rất là thoát. Nó không có những cái cảm giác làm cho người ta thấy gợi tình, gợi dục. Nhưng mà có một sự thánh khiết tuyệt đối dâng lên cho Chúa. Trong cái điều múa, trong cái sự vỗ tay. Bởi vì họ đã được dạy dỗ. Và cảm ơn Chúa ngày hôm nay chúng ta được dạy dỗ. Cho nên chúng ta sẽ hoàn chỉnh hơn trong việc mỗi ngày chúng ta chọn mặc áo ngợi khen vào. Để chúng ta thờ phượng Chúa và ca ngợi Chúa của chúng ta. Chữ thứ sáu đó chữ Taleha. Đây là một thể loại hát. Hát với hết cả tấm lòng. Hát ở trong tâm linh của mình. Hát xuất thần. Hát ngợi khen Chúa. Ở trong tiếng Anh là the high praise. Mà đến độ chúng ta thấy rằng tiếng Việt cũng không đủ để hát cái bài hát này. Tiếng Anh cũng không đủ. Chỉ có thể dùng tiếng mới để hát ngợi khen Chúa. Taleha là chúng ta hát với sự nhận biết rằng con người sẽ không hiểu được điều tôi hát. Nhưng mà Chúa là đấng sẽ hiểu. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của ngôn ngữ. Khi chúng ta hát ở trong tâm trí, những người xung quanh của chúng ta sẽ hiểu những điều chúng ta hát. Nhưng mà chúng ta hát trong tâm thần thì chỉ có Đức Chúa Trời hiểu mà thôi. Và khi chúng ta bước vào ở trong mức độ của sự ngợi khen Tehila, bứt phá sẽ xảy ra. Chỉ thêm 149 nói chúng ta là khi chúng ta bước vào cái sự ngợi khen này đó, thì chúng ta có thể cột trói các vua của trần gian này. Chúng ta có thể đóng trăng căng tay chân của các tước vị của nó, mà chúng ta trói nó đóng cọc xuống dưới đất, làm cho chúng nó vô hiệu quả, bắt chúng nó phải bị cột trói và bị suy phục. Khi chúng ta hết lòng ngợi khen Chúa như vậy, và khi chúng ta hát, chúng ta ngợi khen Chúa, chúc tụng Ngài bằng hết cả tâm lòng của mình. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi. Hãy hát ngợi khen vua chúng ta, khá hát đi. Hát là lớn tiếng chúc tụng Chúa của chúng ta, dâng cho Chúa tiếng hát cao nhất mà chúng ta có thể dâng được cho Ngài. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 47 câu 1, hỡi các dân hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Như vậy lớn lắm anh chị em, phải không? Khi chúng ta ngợi khen Chúa mà như là chúng ta lấy tiếng thắng trận để chúng ta reo. Cảm ơn Chúa. Chỉ có những người kinh nghiệm sẽ đắc thắng mới biết lấy tiếng thắng trận là như thế nào. Mà cảm ơn Chúa, anh chị em mặc áo người khen vào, anh em sẽ bắt đầu kinh nghiệm sự đắc thắng. Rồi chúng ta sẽ thấy cái tiếng hát ngợi khen Chúa của con người đắc thắng đó, nó sẽ mạnh mẽ là như thế nào. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chữ thứ bảy là chữ Sabbath. Có nghĩa là công bố, lớn tiếng công bố ca ngợi Chúa.
Thi Thiên 26 câu số 7, hầu cho nức tiếng tạ ơn và thuộc các công việc lạ lùng của Chúa. Nức tiếng tạ ơn, cảm ơn Chúa. Nó đang ở trong một cái mức độ nào đó thì chúng ta gia tăng âm độ đến cái độ nó nức ra, nức tiếng ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài làm ở trong đời sống của chúng ta quá nhiều, quá lớn đến độ chúng ta không thể nào kềm giữ nó bên trong được, mà chúng ta phải để cho nó chuyển qua tay của chúng ta. Khi chúng ta đưa tay hướng về Chúa, khi chúng ta vỗ tay, chúng ta ngợi khen Chúa, khi chúng ta chuyển nó lên miệng của chúng ta, khi chúng ta lấy tiếng thắng trận mà reo hò cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen anh chị em. Và nó đổ xuống chân chúng ta đến độ nó phải nhúc nhích, nó không đứng yên một chỗ được, thì chúng ta nhảy múa ngợi khen Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Có như vậy chúng ta mới mặc áo của sự ngợi khen vào để thay cho, để thế chỗ cho cái tâm hồn nặng nề, cái linh nặng nề. Cảm ơn Chúa vì chìa khóa của Chúa cho đời sống của chúng ta. Anh chị em hãy thực hành để đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Vì phần duy nhất của cuộc sống mà chúng ta có thể kiểm soát chính là phản ứng của chúng ta. Cảm ơn Chúa. COVID-19 xuất hiện. Có một số những phản ứng khác mà chúng ta thấy rồi. Còn là con cái của Chúa, chúng ta phản ứng khác. Cảm ơn Chúa. Vì chúng ta biết Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Sau ngày 3 tháng 11, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, có những người họ phản ứng khác. Như là con cái của Chúa, chúng ta chọn phản ứng khác, khác hẳn với đời. Thì chúng ta tin Chúa của chúng ta vẫn toàn quyền tại trị. Công lý luôn luôn thắng những cái bất công. Ánh sáng luôn luôn thắng bóng tối. Chọn sống vui là chúng ta chọn mỗi ngày mặc áo ngợi khen vào thay vì lòng nặng nề. Nếu anh chị em khám phá lòng của mình bắt đầu nặng nề, đứng dậy, mặc áo ngợi khen vào. Nếu biết chơi nhạc cụ, lấy nó ra, bắt đầu khải đàn, chơi các nhạc cụ để sử dụng nó mà ca ngợi Chúa của mình. Chúa Ngài cho chúng ta có những cái điều đã liền lạc ở trong thân thể chúng ta lúc nào cũng có sẵn sàng. Đó là bông trái của môi miệng của chúng ta trong sự ngợi khen Chúa. Dùng tiếng hát của mình để ngợi khen Chúa. Lấy tiếng vỗ tay mà chúng ta ngợi khen Chúa của chúng ta. Hãy nhảy múa mà chúng ta ngợi khen Chúa. Chúng ta để bày tỏ với Chúa rằng con vui quá, con ngợi khen Ngài. Và chúng ta lấy tiếng thắng trận mà reo hò cho Chúa của chúng ta. Anh chị em, khi chúng ta thực hiện điều đó, chúng ta sẽ thấy một cách rất là rõ ràng. Mới 10 phút trước lòng nó nặng, nhưng mà bây giờ thì cái nặng nề đó nó biến mất. Cảm ơn Chúa. Những sự khó khăn có thể nó vẫn còn đó, nhưng mà rồi nó sẽ biến mất đi, bởi vì chúng ta đã mời được Đức Chúa Trời toàn năng vĩ đại đến để nhận sự ngợi khen và thờ phượng của chúng ta. Thì chắc chắn khi Ngài đến, không có một con quỷ nào có quyền ở đài đó, cũng không có một nan đề nào có thể đứng ở trước mặt Chúa, không có một núi đồi nào có thể đứng ở trước mặt Chúa. Vì trước mặt Chúa trong sự hiện diện của Ngài, núi nó rung động. Ngợi khen Chúa. Ngợi khen Chúa. Cây cối trên rừng Liman nó phải rung động bởi vì sự hiện diện của Ngài. Anh chị em, Chúa cho chúng ta chìa khóa này, chẳng những trong mùa cảm tạ, nhưng mà mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, nhắc nhở nhau, kích lệ nhau. Trên đường đi lên nhà thờ, chuẩn bị, nếu chúng ta trong tuần quên mang chiếc áo ngợi khen mặc vào, hãy mặc chiếc áo ngợi khen vào. Để rồi khi chúng ta ra về, tâm trạng chúng ta sẽ khác hẳn với lúc chúng ta bước vào. Vì phước hạnh mà Chúa Ngài dành cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cái ơn Chúa, chúng tôi kêu gọi anh chị em hãy nhận điều Chúa Ngài đã dành sẵn cho chúng ta. Để chìa khóa của sự đắc thắng là vũ khí của chiến trận, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng ở trong ơn của Chúa.
Và đứng dậy ở trong thời giờ này là một hành động, như chúng ta đang mặc một chiếc áo vô hình, là áo của sự ngợi khen, vào khoác nó lên trên vai của mình ngay trong thời giờ này, và bắt đầu ngợi khen Chúa ở trong ơn của Chúa. Dùng chính môi miệng của mình để chúng ta ca ngợi Chúa của chúng ta vì những việc Ngài đã làm cho anh chị em ở trong những ngày qua. Hãy nói với Chúa đi, Chúa tốt lành với chúng ta, Ngài đã làm những điều gì. Hãy nói thành lời để chúng ta bày tỏ cái sự cảm tạ của chúng ta trước mặt Chúa. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Ngài ban cho con, cho gia đình của con, cho hậu thánh của Chúa tại đây. Con ngợi khen Ngài vì việc Chúa làm thật là lạ lùng. Ở giữa COVID-19 này, chúng con vẫn cũng có thể dành thời giờ với gia đình, với hội thánh của Chúa để thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì việc lớn Chúa làm. Ngài gìn giữ bảo vệ chúng con ở trong ơn của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài vì sự tiếp trợ siêu nhiên từ nơi Chúa ở trên cuộc đời của chúng con. Chúng con không thiếu thốn bất cứ một phước hạnh nào vì Chúa của chúng con đấng ban cho chúng con một cách đầy dư trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự đắc thắng của Ngài đã dành cho đời sống của chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài vì Chúa chúng con là Đức Chúa Trời đắc thắng ở trong chiến trận. Ngài không bao giờ biết thua trận. Ngài là Đức Chúa Trời đắc thắng ở trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng đã đến kịp thời kịp lúc cho nhiều anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đã đến kịp thời kịp lúc cho vợ chồng của Trần Đức ở trong ơn của Ngài, mà vợ của Đức đã chia sẻ với chúng con thế nào ở trong tích tắc, ở trong giây phút, bởi sự có mặt của Chúa Ngài làm việc mà gia đình đã được giải cứu trong ơn, trong quyền năng của Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Ngài ban cho anh chị em của chúng con, sự giải cứu của Ngài trên cuộc đời của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự chữa lành của Ngài cho đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự hàn gắn của Chúa cho gia đình của chúng con, cho con cháu của chúng con có thể kinh nghiệm được hợp quần lại trong ơn của Ngài, những rạn nứt được Chúa Ngài giải quyết cho, để gia đình của nhiều anh chị em chúng con trong ngày qua đã được phục hồi ở trong sự tương giao giữa cha mẹ với con cái với cha mẹ trong ơn của Ngài. Ôi, chúng con ngợi khen Ngài vì Đức Chúa Trời chúng con, Ngài làm những công việc lạ lùng của Ngài trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa chúng con vì sự chu cấp của Ngài. Ở giữa sự khó khăn của COVID-19, anh chị em của chúng con đều có thể amen và nói với Chúa rằng đây là điều thật, là Chúa Ngài ban phước trên chúng con. Chúng con không thiếu thốn bất cứ điều gì hết, vì Ngài là đấng chăn dắt đời sống của chúng con. Ở trong ơn của Ngài, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Vì con thưa với Chúa rằng chúng con biết ơn Chúa vô cùng. Nguyện xin Chúa Ngài làm ơn và dẫn dắt chúng con, cho chúng con thêm nhiều cơ hội để chúng con nói tốt đẹp về Chúa của chúng con cho nhiều người. Mở những cánh cửa cơ hội cho chúng con để chúng con có thể nói cho nhiều người biết về sự tốt lành của Đức Chúa Trời của chúng con, và tin vui cứu rỗi mà Chúa Ngài đã làm cho đời sống của chúng con, để nhiều người cũng kinh nghiệm được. Chúng con ngợi khen Ngài. Hallelujah, chúc tụng Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa vì anh chị em đã mặc chiếc áo ngợi khen vào. Tôi nhân danh Chúa trong thời gian này và tiên tri phước lành của Chúa trên anh chị em. Anh chị em sẽ không bao giờ trải qua những mùa khô hạn trong cuộc sống của anh chị em nữa. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, tôi công bố rằng đầu của anh chị em sẽ không bao giờ thiếu dầu mới, tươi mới của Chúa, dầu của sự vui mừng của Chúa đổ xuống trên đời sống của anh chị em. Cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, bất cứ điều gì đang trì kéo, đang giữ kéo anh chị em nặng nề xuống, tôi công bố hãy được tự do trong danh Đức Chúa Jesus Christ trong ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Ngài dành cho đời sống của chúng con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những bộ phận, tất cả những phần trong thân thể của anh chị em đã bị yếu mòn của bệnh tật, trong danh Đức Chúa Jesus Christ ngay trong thời giờ này, ta nói với những trục trặc đó hãy được hoàn chỉnh, ta nói với những ốm đau đó phải được lành ngay trong thời giờ này, trong danh Đức Chúa Jesus Christ tất cả hãy được phục hồi, sức khỏe được đầy tràn ở trong ơn của Chúa. Vì Đức Giê-hô-va là Đức Giê-hô-va Rapha của anh chị em, hãy nhận phước hạnh và sự chữa lành của Ngài trong danh Chúa Jesus Christ. Trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. God in His say. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. God in His say.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hội thánh hãy nhận dầu vui mừng của Chúa đến trên chúng ta trong thời gian này. Cảm ơn Chúa. Vui mừng. Dầu của sự vui mừng của Chúa bắt đầu đổ xuống trên anh chị em chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ này, tôi nói với linh nặng nề, người không có quyền, không có chỗ trên đời sống của những người con Chúa, ta cột trói và ném sai các người khỏi gia đình của anh chị em chúng ta. Ta trưng lệnh ở trong thời gian này ra khỏi. Linh nặng nề, spirit of heaviness, in the name of Jesus, I command you to leave them now, in the name of Jesus. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng con đón nhận sự thay thế của linh nặng nề bằng niềm vui phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Hallelujah. 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 Ngài khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Hallelujah. Các anh chị em đang theo dõi và thờ phượng Chúa với chúng tôi trên mạng, ngay trong thời giờ này cũng hãy nhận dầu của sự vui mừng của Chúa. Bên chị em được Chúa ngày dự bị, anh chị em có chiếc áo người khen để có thể mặc vào, để anh chị em có thể kinh nghiệm sự đắc thắng khỏi linh nặng nề, để anh chị em có thể kinh nghiệm được sự tự do phước hạnh mà Chúa Giêsu đã dành lại cho anh chị em. Đón nhận trong thời gian này, cho dấu ban phước trên hết thảy chúng con, để mùa tạ ơn này thật sự là những giờ phút chúng con cùng với gia đình, chúng con nói với Chúa về những điều tốt lành mà Chúa đã làm cho đời sống chúng con, và chúng con biết ơn Chúa là như thế nào. Chúng con chúc tụng Ngài, chúng con ngợi khen Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự dự bị của Chúa cho đời sống của chúng con. Chúng con đón nhận tất cả những điều Chúa ngày dành sẵn để chăm sóc mọi mặt của đời sống chúng con. Tạ ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va Rapha của chúng con. Bây giờ này chúng con đón nhận sự chữa lành của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va Shalom của chúng con. Chúng con nhận sự bình an của Chúa cai trị kiểm soát lòng và ý tưởng của chúng con nữa. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Giê-hô-va Jireh của chúng con. Có ai đang có mặt tại đây nhưng đang đối diện với sự thiếu thốn, xin Chúa là Đức Giê-hô-va Jireh bày tỏ Ngài là Đức Giê-hô-va Jireh cho những người đó, Chúa giọng. Để rồi hết thảy chúng con sẽ kinh nghiệm sự chăm sóc của Chúa, sự chu cấp của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn là Đức Giê-hô-va Nissi của chúng con, là cờ xí, cờ đắc thắng, cờ luôn tung ở trong gió. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn đắc thắng cho chúng con và làm cho chúng con đắc thắng bội phần ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em là những ai đang cảm nhận cái linh nặng nề mà chúng ta đã kinh nghiệm trước khi chúng ta vào phòng thờ phượng này, bây giờ nó đã trống trải, chúng ta hãy cùng nhau lớn tiếng Hallelujah trong ơn của Chúa. Hallelujah. Ngợi khen Chúa chúng con. Chúc tụng Ngài. Hallelujah. Chúa ở cùng anh chị em, ban phước cho anh chị em những giờ phút phước hạnh bên gia đình của mình ở trong lễ tạ ơn. Nán lại cùng với hội thánh của Chúa, chúng ta dùng bữa ăn trưa lễ tạ ơn ở bên ngoài trời cho thoáng. Thì chúng tôi nguyện xin Chúa ngày ban phước trên anh chị em. Chúng ta cùng hiệp ý và chúng ta cảm tạ Chúa cho bữa ăn này, và chúng ta sẽ cùng dùng bữa chung với nhau. Cha kính yêu, chúng con biết ơn Chúa. Biết ơn Chúa vô cùng vì sự ban cho của Ngài. Chúng con đếm không hết. Chúng con quên nhiều hơn là có thể nhớ nổi những phước hạnh mà Ngài ban cho chúng con. Biết ơn Chúa. Chúng con cũng đủ giờ tại đây để có thể cảm tạ Chúa. Xin Chúa ngày ban ơn để thì giờ chúng con cùng dùng bữa trong bữa lễ tạ ơn này. Chúng con nói với các anh chị em cùng bàn về những việc lạ lùng Chúa làm cho đời sống chúng con.
con tạ ơn Chúa vì thức ăn mà Chúa cho chúng con có được ở trong ngày hôm nay. Xin Chúa ban ơn thánh hóa chúng con ăn có sức khỏe từ nơi Chúa ban cho. Và lạy Chúa, kết chặt tình thân của chúng con trong Chúa càng hơn, để chúng con kể từ nay khi chúng con hiệp lại cùng mặc áo ngợi khen, cùng đứng chung với hội chúng để thờ phượng Ngài, chúng con sẽ thấy phước hạnh của Chúa cứ nhân bội trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì bữa ăn này, tạ ơn Chúa vì thời giờ quý báu này, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước trên anh chị em. Chúng tôi sẽ nán lại đây đôi phút để cầu nguyện cho những người có nhu cầu. Hội thánh chúng ta gặp nhau bên ngoài nhà thờ để chúng ta cùng dùng bữa chung với nhau. Cảm ơn Chúa.